Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em các cái dòng dung dịch khử khuẩn nano bạc dành cho máy khử khuẩn nano ở trên thị trường. Thì ở các cái video trước ấy, thì bên mình đã giới thiệu cho anh em là nên sử dụng cái máy khử khuẩn nano bạc nào để chất lượng rồi. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em tiếp là khi nào chúng ta nên sử dụng những cái dòng khử khuẩn nano của Việt Nam và khi nào chúng ta nên sử dụng những cái dòng nano khử khuẩn của nước ngoài. Thì đầu tiên nhé, hàng của Việt Nam thì họ sẽ đóng chai 1 lít như thế này. Và nó sẽ có rất là nhiều các cái loại hương liệu, ví dụ như là vị quế này, vị chanh này, vị xả này, vị bạc hà, vị cam nữa. Thì là hàng của Việt Nam có rất là nhiều vị. Thì về bản chất thì các cái dung dịch khử khuẩn này nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà có chăng thì là cách thức pha chế và cũng như là cách thức đậm đà của cái dung dịch khử khuẩn. Tức là sao? Ví dụ như các bạn dùng cái loại hương quế này đi thì rất thích hợp cho những anh em nào chúng ta đuổi ruồi muỗi, rán kiến, những loại động vật nhỏ sống trong gia đình, hoặc là anh em chúng ta khử khuẩn, vệ sinh các cái loại virus mà có trong ô tô cũng như là trong nhà của các bạn thì chúng ta sử dụng cái loại hương quế này thì rất là ok. Hoặc là anh em có thể sử dụng cái loại bạc hà hoặc là loại hương cam. Thì là ở Việt Nam ấy thì nó sẽ đa phần là anh em sẽ hay dùng là vị cam này, vị quế này, vị bạc hà này, vị xả. Thì là những cái dòng mà chất lượng. Thế nhưng mà cái dòng của Việt Nam ấy thì nó lại không chất lượng bằng dòng nhập khẩu. Khác nhau ở cái điểm gì? Khác nhau ở ví dụ như này nhá. Các bạn dùng hàng của nhập khẩu thì nó sẽ có loại bạc hà và có loại hương ly. Thì hiện tại là máy móc Minh Chí đang phân phối hai cái loại nhập khẩu bạc hà và hương ly này. Thì khác nhau ở điểm như thế nào? Đầu tiên là khác nhau về cái cách thức pha. Hàng của Việt Nam thì tự pha chế cho nên là cái hương liệu bám lên trên cái bề mặt của ô tô, xe máy hoặc là bề mặt của sản phẩm thì nó sẽ không bao giờ được lâu như là các bạn sử dụng hàng nhập khẩu. Ví dụ như dòng nhập khẩu này khi anh em chúng ta xịt ấy, lúc đầu chúng ta cảm thấy mùi rất là nồng. Nhưng mà khoảng 2 tiếng sau, 3 tiếng sau, thậm chí là 5 tiếng sau thì cái mùi hương của nó sẽ nhẹ nhẹ dần, dịu dần, dịu dần và nó ám lên trên cái bề mặt của sản phẩm rất là lâu. Cho nên là hàng nhập khẩu này khi chúng ta mới sử dụng bình thường ấy, chúng ta sẽ thấy nó hơi khét và hơi hăng một chút trong khoảng nửa tiếng đầu tiên khi chúng ta mới xịt, bởi vì cái mùi hương nó rất là đậm đà. Còn cái hàng của Việt Nam thì sao ạ? Hàng của Việt Nam thì khi các bạn xịt, các bạn sẽ cảm nhận cái vị nó rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mà nó không đậm đà. Chỉ khoảng tầm 2 tiếng, 3 tiếng thì nó sẽ hết cái mùi. Ví dụ như chúng ta xịt mùi bạc hà đi thì khoảng 2 đến 3 tiếng sau thì cái mùi bạc hà đấy nó đã giảm đi khoảng tầm 30-40% rồi. Và khoảng tầm 2 tiếng sau nữa thì cái mùi bạc hà nó sẽ giảm tiếp xuống khoảng tầm 30-40%. Thì đây là máy móc Minh Chí đã test thử rồi, cho nên là mới có thể là tự tin để giới thiệu cho anh em như vậy. Bạc hà, quế, chanh, xả thì những cái dòng của Việt Nam này, nếu như anh em nào chúng ta thích cái dòng nhẹ dịu và hương thơm nó bám không lâu, diệt khuẩn nó cũng ở mức tương đối thì chúng ta nên lấy hàng của Việt Nam. Còn nếu như anh em nào chúng ta có ô tô xịn, có nhà xịn, anh em chúng ta phòng ốc đẹp và chúng ta muốn vệ sinh, muốn cái hương thơm nó được lâu thì chúng ta nên lấy những cái dòng bạc hà và những cái dòng hương ly nhập khẩu này. Thì bên máy móc Minh Chí đều bán là 1 lít hết. Tức là khách hàng mua 1 lít thì sẽ được 10 chai này. Thì khi mà mua hàng nhập khẩu, hàng nhập khẩu thì nó có vị bạc hà và có vị hương ly ở đây. Đấy. Thì mua 1 lít thì bên mình sẽ đóng là 10 chai cho tất cả anh em. Còn nếu như anh em chúng ta mua hàng của Việt Nam thì bên máy móc Minh Chí sẽ đóng 1 lít cho tất cả anh em. Đấy. Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn. Thì mình xin nhắc lại là hàng của Việt Nam thì nó có vị thông dụng là vị bạc hà, vị quế, vị chanh xả, vị cam, là bốn những vị mà thường là anh em hay mua để sử dụng trong gia đình. Còn hàng nhập khẩu thì nó sẽ có hàng là hương ly và có hàng mùi bạc hà, là hai cái mùi mà thông dụng nhất để anh em chúng ta sử dụng. Tuy nhiên nhá, tôi xin lưu ý với cả anh em là hàng của Việt Nam ấy, khi mà trong quá trình pha chế thì nó sẽ có cặn. Tại sao là vậy? Có thể là do công nghệ cũng như là do cách thức pha thủ công của anh em ở thị trường Việt Nam, cho nên là nó sẽ hơi có cặn một chút. Thì về lâu về dài nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái đường bec phun ra của máy tạo khói, thì đấy là điều không thể tránh khỏi. Còn hàng nhập khẩu thì sao? Tất nhiên là cái công thức pha của hàng nhập khẩu thì nó sẽ chất lượng hơn rồi, nó sẽ không có nhiều cặn vì pha họ là đảm bảo theo những cái quy trình tiêu chuẩn nhập khẩu, cho nên là hàng nhập khẩu thì khi anh em chúng ta dùng về lâu về dài ấy, thì nó sẽ tốt hơn, không làm tắc cái đầu bec phun ra của máy khử khuẩn nano bạc. Thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn. Thực ra là cái hàng Việt Nam dùng cũng được, nhưng mà anh em chúng ta nếu mà dùng về lâu về dài thì tôi xin lưu ý là nó có những cái vấn đề như vậy. Và anh em chúng ta nên lưu ý nhá. Thì giá của các cái dòng khử khuẩn nano bạc này,
hàng nhập khẩu và hàng của Việt Nam như thế nào thì mình xin phép là để giá ở trong phần Zalo, hoặc là anh em có thể inbox qua fanpage cho bên mình để đặt hàng anh em nhé. Thì fanpage và Facebook của bên mình, anh em chỉ cần truy cập lên trên YouTube, gõ từ khóa là máy móc Minh Trí, và có thể là tìm đến YouTube của bên mình cũng là máy móc Minh Trí. Đấy. Còn Zalo của bên mình là ba số này: 0915498666, 0978390231, hoặc là 0986734894. Anh em có thể inbox qua fanpage, qua YouTube hoặc là qua Zalo của bên mình để đặt hàng các cái mẫu sản phẩm này nhá. Mình xin nhắc lại là hàng của Việt Nam thì nó sẽ có vị là bạc hà này, quế, chanh xả và có vị cam. Còn hàng nhập khẩu thì có vị bạc hà và có vị hương ly, và đều đóng dung tích là 1 lít hết anh em nhé. Thì giá của sản phẩm thì anh em có thể inbox qua fanpage hoặc là qua Zalo của bên mình để đặt hàng. Thì nếu như anh em nào chúng ta chưa có máy khử khuẩn nano bạc, anh em có thể đặt hàng của bên máy móc Minh Trí, hoặc là nhắn tin cho mình để mình có thể tư vấn cho anh em là các cái dòng khử khuẩn nano bạc ở trên thị trường, loại nào tốt, loại nào chất lượng cho anh em. Còn nếu mà anh em nào đã có dung dịch rồi, anh em hoàn toàn có thể mua các cái dòng khử khuẩn nano bạc ở trên thị trường, hoặc có thể liên hệ với cả máy móc Minh Trí để đặt hàng các cái dung dịch mà bên máy móc Minh Trí đang phân phối. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ máy móc Minh Trí trong thời gian qua, và hẹn gặp lại anh em trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.